chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bán hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ tiếp tục mang đến cho anh em một dòng loa cổ đến từ thương hiệu là của Sansui. Và cặp loa này thì sẽ thuộc dòng loa là 4 tấc cho anh em và có tổng cộng là 6 đường tiếng. Đây, mời anh em cùng xem căng của sản phẩm. Căng lưới mắt cáo nha anh em. Đây là một dòng sản phẩm mà rất được anh em ưa chuộng. Với lại nó cũng khá là cỏ rồi nên rất là hiếm hàng trên thị trường hiện nay anh em à. Bây giờ mà anh em tìm một cặp loa mà 4 tấc cổ của Sansui mà đẹp được như thế này thì cũng rất là khó nha anh em. Đây, trên căng thì anh em thấy là họa tiết lưới mắt cáo. Lưới mắt cáo và cổ Sansui thì phải nói là được anh em đánh giá là cao nhất luôn anh em à. Mặc dù những cái dòng sản phẩm khác, ví dụ như là Pioneer, Diatom, nó cũng ra những cái dòng sản phẩm mà có lưới mắt cáo như vậy, nhưng mà lưới mắt cáo này rất là gần gũi và quen thuộc. Đây là logo của thương hiệu Sansui. Logo này có chữ tiếng Nhật đây nha anh em. Đây là một logo mà rất là cổ xưa anh em ạ. Và ngày nay thì nó cũng đã chuyển qua những dòng logo mới. Đây là mặt của sản phẩm khi mà anh em tháo e căng ra. Sản phẩm nó sẽ bao gồm là một loa bass 40 nha anh em. Loa bass 40. Một loa mid. Và tổng cộng mà có hai loa treble và hai loa super treble nha anh em. Và một cái lỗ thông hơi. Sản phẩm thì sẽ có thùng gỗ lạc nha anh em. Đây, mời anh em cùng xem về thùng gỗ sản phẩm. Đây, bân gỗ lên rất là đẹp anh em à. Vừa đẹp và vừa hài hòa. Con này có một cái giá trị trang trí cũng rất là tốt anh em. Với cấu trúc của em nói là 6 đường tiếng thì nó sẽ tái tạo được chất âm cực kỳ là chuẩn mực. Và anh em có thể chơi rất là nhiều cái dòng nhạc khác nhau. Đây, quá đẹp anh em à. Con này cũng là một sự lựa chọn hàng đầu cho những anh em đam mê âm thanh, cũng như là đam mê những đồ cổ, trang trí. Và giá trị sưu tập con này cũng rất là cao anh em à. Bây giờ anh em tìm một cái dòng sản phẩm mà mới như con này là điều không tưởng. Và hiện tại Nhật đang ghép sản phẩm này chơi với một dòng sản phẩm cũng khá là cổ của Marang, model 1150 nha anh em. Con này thì sẽ điều chỉnh được cả 3 giải bass mid treble ở từng loa. Thì anh em sẽ cân đối được chất âm của cặp loa này. Nói chung hai con này đi với nhau thì đúng là một cặp luôn anh em à. Chất âm nghe rất là hay, sáng. Đây, mời anh em cùng xem qua bề mặt sau của sản phẩm. Đây, sản phẩm thì sẽ trang bị chúng ta là hai chạm để mà cắm dây loa, cũng như là các mốt chức năng để điều chỉnh về giải high range là giải treble, còn giải mid range là giải ung chung nha anh em. Rồi cái chức năng này, những cái nút chức năng này thì anh em có thể chỉnh theo ý thích của chính mình, không có cách chỉnh nào cố định nha anh em. Còn bên đây là tem của sản phẩm SB3000. Con này thì sẽ có 6 đường tiếng anh em. Và cả 6 đường tiếng nó thì sẽ được ghi ngay tại đây luôn. Đây là woofer tự loa bass 380mm. Low mid range nghĩa là loa treble nha anh em. Mid range là loa chung. Một loa twister và loa super twister nha anh em. Cũng là loa treble và loa siêu trầm. Trở kháng cái này là 8 ohm và công suất là 80W nha anh em. Công suất này thì rất là dễ để anh em phối ghép âm ly cho anh em. Hầu hết tất cả âm ly hiện nay thì đều công suất đều trên 160W. Nên cái này thì cũng rất là dễ. Cái này là hàng chuẩn với Easypan nha anh em. Đây, kế mặt sau của sản phẩm nhìn tổng quan
Đây, Nhật cũng đang chơi với ông Ly của Marang nha anh em. Và giá con này thì Nhật cũng để lại cho anh em với một mức giá thì cũng sẽ rất là tốt anh em ạ. Con này thì Nhật sẽ để lại cho anh em một mức giá chỉ với 13.500.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì anh em liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc là qua Zalo để được Nhật tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Nó bây giờ dầm loa mà cổ như vậy thì rất hiếm hàng nha anh em. Một năm thì chưa chắc về được một cặp đâu nha mà. Rồi bây giờ Nhật sẽ test luôn sức âm của dòng này mời anh em. Xui SB 3000 này thì phải nói là dòng cao cấp anh em ạ. Nó rất là hài hòa tổng thể, cân bằng giữa rất là nhiều yếu tố. Đây, như anh em thấy là nó rất là nhiều loa. Ví dụ anh em thích chơi nhiều trap đi thì nó sẽ đáp ứng được cho anh em nhiều trap. Anh em thích chơi bass thì nó cũng sẽ rất là dễ dàng đáp ứng cho anh em nhiều bass. Đây, quá đẹp, quá sang trọng, đẳng cấp. Rồi anh em thấy sao về cặp loa này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio.
Nếu anh em thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ những audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới.